Alo. Alo, À dạ. Em dạ. tôi ở ngoài Hà Nam mà năm ngoái mua ít thuốc của anh, À cũng dạ. bây giờ hết rồi. Thế thì nói chung là tương đối là tốt. Thế anh, bây giờ tôi có 30 cây bưởi, thì anh lại bán cho tôi mấy cái lọ như năm ngoái cái. Năm ngoái nhà mình dùng loại gì bác nhỉ? Tao được cái một lọ mềm, một lọ trống phấn hoa đấy, tự thụ hoa đậu hoa, mới lại một cái loại cái gì canxi ấy, có À ba loại ấy. dạ, bây giờ cái cây nhà mình là hiện tại là nó có nụ chưa hay là chuẩn bị có nụ thôi ạ? À, bây giờ nụ sai rồi, nụ sai đi. À rồi rồi, vậy thì năm ngoái hình như là nhà mình dùng cái loại mà cái chai ra hoa đậu trái kết hợp cùng với một chai canxi bo, cái màu nước như 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 nước mắm như mật ong kia ấy. À đấy, mới là một Dạ. lọ thuốc sâu, cái lọ thuốc sâu vuông. Vuông ạ. À? Cái lọ thuốc sâu vuông. Vuông Thế còn à. hai cái lọ cái cháu ăn, cái lọ thuốc sâu thì là vuông. À rồi rồi. Vuông vuông thì nó cái lọ mà nhãn xanh xanh mà cái chai màu trắng. Đúng rồi, nhưng mà lọ vuông. Dạ lọ vuông, cái lọ của nó được 2 phi, lọ được 2 phi, lọ của nó 200.000 một lọ đấy. Dạ. Đấy, mê thế là mê một 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 cái lọ tròn tròn đấy, mới loại ấy, mới một loại ấy nữa. Dạ. Thế hôm nay không ơi, anh lại bán cho tôi ba lọ như thế, Dạ ba lọ full như tốt thế. lắm. Dạ vâng, rồi em cảm ơn ạ rồi. Dạ. Thế cho cái số điện này nhá. Dạ, lần lần trước là nhà mình đặt bằng số này phải không bác nhỉ? À đấy, cái số này. À dạ vâng rồi. Vậy thì dạ, vậy thì em chỉ cần lấy cái số này em nhập vào trong hệ thống là nó có địa chỉ lại thôi. Vâng 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 Dạ ấy. vâng rồi. Là một chai canxi bo với một chai da hoa đậu trái và một chai thuốc sâu rầy. Đấy. Giờ đang mưa nhiều. Bây giờ đang mưa nhiều, đi tạnh lên là phải mới phun được Dạ vâng rồi rồi. cái loại đậu hoa trái đấy. Dạ da hoa đậu trái rồi. Dạ vâng em cảm ơn ạ.